Xin chào quý vị và các bạn, quý vị thân mến. Và trong cái chuyên mục tử vi của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tử vi tuổi Tuất trong cái năm Canh Tý 2020 về công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi, tử vi chi tiết từng tuổi Tuất và cái vận trình tài lộc từng tháng trong cái năm 2020 để người tuổi Tuất biết để đón lành tránh dữ trong cái năm 2020 này. Theo lịch vạn niên thì tử vi tuổi Tuất năm 2020 không có nhiều biến động, song may mắn cũng chẳng có nhiều. Bạn khá khó khăn khi mà tìm kiếm phương hướng để tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Vậy thì cái chi tiết cái cụ thể của cái người tuổi Tuất trong cái năm 2020 này như thế nào? Thì bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái tổng quan tử vi của người tuổi Tuất trong năm 2020. Thì xét về tổng thể thì vận thế của người tuổi Tuất trong năm 2020 không có nhiều biến động lớn. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần cộng với thiên can và địa chi tạo thành cái tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Tuất nên là cái sự nghiệp của người tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là những cái bạn làm trong cái lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên thì cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà bạn cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp nhiều vấn đề vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến thì bản mệnh cũng không nên nản lòng bỏ cuộc. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là cái thời điểm bạn gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra thì trong năm nay, bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tý, con giáp này không thuận lợi chuyện hôn nhân hoặc ra ở riêng. Trong chuyện tình cảm, nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh. Tuy nhiên thì nếu có tình cảm với ai thì bản mệnh nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc vào bất cứ hoàn cảnh nào, nếu không thì sẽ để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân, tuổi tốt còn cần chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay trong gia đình dễ có người ốm đau hoặc là qua đời. Tuy nhiên thì tuổi tốt không nên quá lo lắng về vấn đề này, bởi năm nay thái tuế không tạo thành cái cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng như nguy hiểm nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên thì những cái điểm sáng cũng có xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Thứ hai là về cái vấn đề sự nghiệp của người tuổi Tuất trong năm 2020. Thì trong cái năm này, thiên can canh kim lộ xuất thực thần, địa chi tý thủy lộ xuất thiên tài. Mặc dù là không có cái tác động cụ thể gì đối với người tuổi Tuất nhưng thiên can và địa chi lại hợp thành cái tổ hợp cát lợi thực thần sinh tài. Chính vì thế mà trong năm Canh Tý, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao. Thêm vào đó có thực thần tác động khiến bạn có một cái cuộc sống tự do hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, một khi đã xác định được kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước, lo sau hoặc có người hãm hại. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt, nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Những người làm văn phòng khó đạt được cơ hội này, song bạn cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội được tăng mức đãi ngộ, không phải chịu cái sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Vấn đề thứ ba đấy là cái vấn đề về tài lộc của người tuổi Tuất trong cái năm 2020. Thì nhờ có cái cục diện thực thần sinh tài mà năm 2020 là một cái năm khá thuận lợi với người tuổi Tuất trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy cái năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp, đặc biệt nếu làm trong những cái lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư, bạn dễ dàng được thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý, tuy trong năm 2020 thái tuế
không có ảnh hưởng lớn với bản mệnh, song vận may của tuổi Tuất chỉ ở mức trung bình. Trong cuộc sống hay trong sự nghiệp cũng cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Vấn đề thứ tư là về tình cảm của người tuổi Tuất trong năm 2020. Thì trong cái năm này, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất không có nhiều khởi sắc, tuy nhiên thì nam mạng gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây ấn tượng với người khác giới, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình đối với đối phương cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình mà nên tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy bạn có thể thu được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Với phái nữ thì bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp thì vào thời điểm này bạn không thể ngồi yên chờ đợi mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng của mình. Và trong cái mối quan hệ với mọi người, cần giữ cái trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác thì do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian ở bên nữ kia hơn, quan tâm và bao dung với người ấy. Khi có bất đồng quan điểm, cần giữ thái độ bình tĩnh, không nên nóng nảy, nếu không rất có thể sẽ vô tình gây ra những cái ảnh hưởng không tốt với cái mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt chia ly. Về vấn đề sức khỏe của người tuổi Tuất trong năm 2020. Vì thái tuế không gây ra những cái ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của người tuổi này khá ổn định. Tuy nhiên thì tuổi Tuất cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, nên hạn chế sử dụng những cái đồ vật sắc nhọn hoặc đến những cái nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và các cái chất kích thích khác. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Ngoài ra thì bản mệnh còn dễ mắc phải các cái bệnh vặt khi mà thay đổi thời tiết. Khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, cần có những cái trang phục thích hợp. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên chú ý nghỉ ngơi đến những cái nơi trong lành để thay đổi cái tâm trạng hoặc trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Và tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi tuổi Tuất trong năm 2020 theo từng cái tuổi chi tiết. Đấy là các tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, Mậu Tuất 1958, Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Giáp Tuất 1994 và Bính Tuất 2006. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tuổi Bính Tuất sinh năm 2006, mệnh Ốc Thượng Thổ. Năm 2020, người tuổi Bính Tuất có nhiều điểm sáng trong học tập. Chỉ cần tập trung và cố gắng hết mình thì thành tích học tập sẽ có bước tiến so với cái thời gian trước đó. Tuy nhiên thì vì cái thời điểm này, người đường tình duyên của bản mệnh không thuận lợi, có nhiều cái dấu hiệu bất ổn nên cần hết sức tránh cái việc yêu sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới việc học hành, khiến thành tích đi xuống. Người tuổi này cần xác định mục tiêu của trong cái giai đoạn này là việc học, vì thế mà nên dồn hết sức cho việc này, không nên mơ mộng và suy nghĩ quá nhiều. Phụ huynh cần chăm chỉ đốc thúc con cái, nên hướng con đến những cái điều tích cực, xong cần có cái thái độ mềm mỏng, khuyên nhủ chứ không nên là áp đặt, ép buộc gây nên cái áp lực lớn cho con cái. Tình hình sức khỏe của mệnh chủ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên lại hay mắc phải những cái căn bệnh vặt. Cần chú ý xây dựng thời gian biểu hợp lý và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Trong vấn đề ăn uống, cần bổ sung nhiều chất đạm, rau xanh và hoa quả, tránh những cái đồ ăn cay nóng. Khi gặp cái dấu hiệu gì bất thường thì nên đi kiểm tra ngay, không nên chần chừ gây những cái tác động không tốt cho sức khỏe, khiến việc học hành bị sao nhãng. Tiếp theo là chúng ta cùng sang cái tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, mệnh Sơn Đầu Hỏa. Trong cái năm Canh Tý là một cái năm mà khá may mắn đối với người tuổi Giáp Tuất.
Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những cái phiền não trong tình cảm thì bản mệnh cần có cái thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong một lúc. Những người đã kết hôn có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và bao dung cho nhau. Tuy nhiên thì bản mệnh không nên quá tập trung vào chuyện tình cảm mà lơ là sự nghiệp. Tốt nhất là bạn nên lập ra một cái mục tiêu kế hoạch rõ ràng và phấn đấu hoàn thành, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nếu tu chí làm ăn thì năm Canh Tý là một cái năm cực kỳ tốt đẹp với bản mệnh. Trên phương diện sự nghiệp, cần phải nắm bắt cơ hội để học hỏi, phát triển năng lực và tầm nhìn của bản thân. Khi cơ hội xuất hiện thì bản mệnh cần tự tin nắm bắt, thể hiện cho mọi người thấy cái khả năng của mình, ghi điểm với cái ban lãnh đạo. Ngoài ra thì để mở đường cho tương lai, bản mệnh cần chú ý phát triển các cái mối quan hệ. Nếu tốt đẹp, thời điểm cuối năm, quý nhân xuất hiện sẽ giúp bạn có cơ hội thăng chức tăng lương. Hãy giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, không nên kiêu ngạo, tự phụ, coi thường người khác. Và bây giờ chúng ta cùng xem tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, mệnh Đại Hải Thủy. Người sinh năm Nhâm Tuất phải trải qua một cái năm nhiều khó khăn và đầy biến động, có khả năng phải đối diện với nhiều cái biến cố bất ngờ. Những người hay phải đi xa hay là làm nghề lái xe đường dài cần phải giữ cái đầu óc tỉnh táo, không nên cố gắng làm việc khi cơ thể mệt mỏi. Khi di chuyển cần chú ý an toàn giao thông. Những người làm nghề kinh doanh đầu tư cũng gặp phải nhiều trở ngại, chú ý tránh những cái hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định gì cần phải suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất nên duy trì những cái mối quan hệ lâu năm đáng tin tưởng, tốt nhất nên tìm cách nâng cao hiệu quả làm việc. Và trên cái phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải những cái chuyện không như ý. Người độc thân khó tìm được một người như ý muốn, khó thành đôi thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là cái thời điểm thích hợp để tính tới chuyện kết hôn. Với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến cái kết cục tan vỡ. Bản mệnh cần chú ý giữ khoảng cách với những người khác phái có ý định tiếp cận mình, không nên quá mức thân thiết gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, mệnh Thoa Xuyến Kim. Vận trình của người tuổi Canh Tuất trong năm 2020 khá tốt đẹp, nhất là ở trên cái phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện cái năng lực và bản thân của mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó mà có nhiều cái cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được cái bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Cần giữ cái thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người. Kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh cái mâu thuẫn với người khác. Trong cái năm này thì nhờ cái sự trợ giúp của quý nhân mà tài vận của bản mệnh có cái dấu hiệu phát triển tích cực. Có điều là trước khi đầu tư vào cái lĩnh vực nào thì người tuổi này cần phải bình tĩnh, tỉnh táo. Bởi nếu bạn nóng vội, tin lầm vào những cái nguồn thông tin không chính xác thì rất dễ dẫn đến cái tình trạng tiền bạc tốn hao, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của gia đình. Tuổi Canh Tuất không nên ham đầu tư vào những cái đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng nhiều nguy hiểm. Không nên ôm suy nghĩ làm tỷ phú ngay sau một đêm mà nên cố gắng hết sức mình phát triển từng bước một, tuy chậm nhưng vững chắc. Và bây giờ chúng ta cùng sang tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, mệnh Bình Địa Mộc. Người sinh năm Mậu Tuất sẽ trải qua một cái năm khá bình ổn, tuy nhiên thì do chịu ảnh hưởng của thái tuế nên là vẫn có những chuyện không mong muốn xảy ra. Khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, bản mệnh đều cần phải hết sức cẩn thận. Tình trạng sức khỏe của con giáp này khá ổn định, song cần hạn chế đi quá xa. Khi ra khỏi nhà, cần chú ý an toàn giao thông, tránh cái tình trạng tổn thương chảy máu. Xét về phương diện tình cảm thì hôn nhân của Mậu Tuất sẽ gặp phải nhiều cái chuyện không như ý muốn, rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào cái chuyện tình cảm của hai người. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào cái tình trạng chia ly tan vỡ.
Để tránh đi đến cái bước đường đó thì vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi tâm sự với nhau, có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm chỗ đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ cái thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Trên phương diện tiền bạc, năm 2020 không phải là cái thời điểm đầu tư thích hợp, bán mệnh gặp phải nhiều cái trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức của mình bỏ ra đều đổ xuống sông xuống bể thì bán mệnh cần chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những cái hoạt động đầu tư mới mẻ trước khi quyết định đầu tư, cần phải cân nhắc kỹ càng. Và tiếp theo chúng ta cùng sang tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, mệnh Ốc Thượng Thổ. Năm Canh Tý là một cái năm ổn định với những người tuổi Bính Tuất, mặc dù sức khỏe cũng có cái dấu hiệu đi xuống nhưng không quá đáng lo. Tuy nhiên thì bản mệnh chỉ nên làm những cái việc vừa sức, không nên cố gắng quá sức, kéo gây ra những cái ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống, cũng không nên suy nghĩ lo lắng nhiều, tác động không tốt đến thần kinh, hãy nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một cái tinh thần lạc quan. Trong năm nay, tình hình tài chính ổn định, không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Có điều bản mệnh cần phải biết phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên dễ dàng tin theo cái chuyện thị phi, không nên can thiệp vào cái chuyện của người khác và đặc biệt là không nên cả tin vào những cái kẻ lừa đảo. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, bản mệnh không nên tự xử lý một mình mà nên trao đổi kỹ càng với con cái. Ngoài ra thì tuổi già trái tính, bản mệnh có thể trở nên cố chấp, không giỏi giữ quan hệ với mọi người, dễ nổi nóng vì những cái chuyện nhỏ nhặt. Nên người nhà cần phải thông cảm cũng như quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Và tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng xem cái vận trình tử vi 12 tháng âm lịch của người tuổi Tuất trong cái năm 2020 này. Thứ nhất đấy là tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch của người tuổi Tuất. Thì trong cái tháng âm lịch đầu tiên năm Canh Tý thì tất cả mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Tuất đều khá khả quan, đặc biệt là ở trên cái phương diện tình cảm và tài lộc có những cái bước phát triển rất rõ rệt. Trên phương diện tài lộc, người tuổi Tuất phải chi tiêu khá tốn kém. Tuy nhiên thì bản mệnh cũng nhận lại được một cái khoản tương ứng. Xét về phương diện tình cảm, những người còn độc thân, vượng vận đào hoa, bản mệnh dễ dàng nhận được sự chú ý của những người khác giới thông qua những cái buổi tiệc tùng họp mặt. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì nhiều khả năng bạn sẽ tìm được người như ý muốn. Còn đối với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng khá ổn định, không có quá nhiều mâu thuẫn hay là tranh chấp xảy ra. Nếu có mâu thuẫn cũng có thể giải quyết nhanh chóng do đôi bên biết nhường nhịn, bao dung cho nhau. Sang tháng 2 âm lịch của năm 2020, sự nghiệp của người tuổi Tuất ổn định trong cái thời điểm này. Về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên, tuy nhiên sức khỏe lại không mấy lý tưởng. Tháng 2 âm lịch, bản mệnh có duyên với quý nhân, tinh thần làm việc nhóm tốt, có cơ hội thể hiện năng lực và trình độ của bản thân, nhận được sự biểu dương và trọng dụng của cấp trên. Ngoài ra, con giáp này còn giữ được mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, không có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra nên không phải chịu áp lực tinh thần, có nhiều thời gian để tập trung cho công việc. Tình hình sức khỏe không như ý, phần lớn do bản mệnh sức đề kháng kém, thường xuyên mắc phải những cái bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu, viêm họng. Vì thế mà người tuổi này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, có cách ứng phó thích hợp với sự thay đổi của thời tiết, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thân thể, tăng sức đề kháng cho bản thân. Sang thời điểm tháng 3 âm lịch của năm 2020, thì sự nghiệp của bản mệnh vẫn tiếp tục có những cái bước tiến tích cực. Tuy nhiên thì tài vận lại là có cái dấu hiệu đi xuống. Về tổng thể thì khó có cơ hội phát tài. Trong công việc, người tuổi Tuất có được những cái cơ hội mới, đồng thời cũng là những cái thách thức mới. Tuy vậy, việc này mang lại áp lực khá lớn, nhưng nhờ thế mà bản mệnh có thể phát hiện ra những cái khả năng tiềm ẩn của mình, có lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai. Về phương diện tiền bạc, con giáp này cần phải chi tiêu những cái khoản khá lớn cho các cái nhu cầu cuộc sống, cho các cái thành viên trong gia đình hoặc các cái hoạt động giao lưu tiếp khách mà lại không có cái khoản tiền thưởng tương ứng, cần tiêu pha hợp lý, chỉ dành tiền cho những cái nhu cầu thật sự cần thiết, tránh tới khi có việc cấp bách lại vay mượn ngược xuôi.
Sang tháng 4 âm lịch năm 2020 thì tình hình tài chính của người tuổi Tuất có bước chuyển biến tích cực trong tháng 4 này. Tuy nhiên thì chuyện tình cảm lại khiến cho bản mệnh đau đầu. Bạn thường rơi vào cái trạng thái uể oải, buồn bã. Những người làm trong lĩnh vực ẩm thực, đá quý, buôn bán sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận khá lớn trong thời điểm này. Nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Đồng thời, những người làm đầu tư kinh doanh cũng nhận được sự giúp đỡ của thần tài, nên dễ tìm được cái mối quan hệ đầu tư như ý, thu lại được cả vốn lẫn lời. Xét về cái vận trình tình cảm, những người đã kết hôn thường mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia về những cái chuyện liên quan đến sự nghiệp hoặc là con cái. Nếu không nhanh chóng khắc phục những cái mâu thuẫn hiện tại thì mối quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách. Cách tốt nhất là đôi bên cần trò chuyện nhiều hơn, bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Sang tháng 5 âm lịch của năm 2020 thì lĩnh vực tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự nghiệp lại khá bình bình. Vào thời điểm này, những người còn độc thân có cơ hội phát triển tình cảm với bạn bè hoặc đồng nghiệp, còn những người đã tìm được nửa kia thì có thể hóa giải những cái tranh cãi, hiểu lầm trước đây, tình cảm lại trọn vẹn như thuở ban đầu. Trong sự nghiệp, bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với những cái nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc một cái cương vị hoàn toàn mới. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến bạn thấy lo lắng, áp lực. Vì vậy, hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, tình cảm, hòa nhập với mọi người và nội dung công việc. Bước sang tháng 6 năm 2020 theo âm lịch thì sự nghiệp của người tuổi Tuất có những cái dấu hiệu phát triển tích cực hơn so với tháng trước, nhưng sức khỏe lại giảm sút khá rõ ràng. Trong công việc, bản mệnh có thể nhận được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên, tìm được cơ hội để thử thách chính bản thân và thể hiện cái năng lực của mình. Nếu có thể tự tin nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ trở thành một thành viên quan trọng trong tập thể. Đồng thời, bản mệnh cũng cần phải chú ý học hỏi, đi sâu vào những tri thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân, không nên có cái thái độ kiêu ngạo coi thường người khác. Con giáp này cần phải chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng, không nên ngồi điều hòa quá lâu hoặc là ngồi điều hòa nhiệt độ quá lạnh gây ảnh hưởng đến da và hệ thống hô hấp. Bước sang tháng 7 năm 2020 theo âm lịch thì trong tháng này tiền bạc của người tuổi Tuất ở trạng thái tương đối khả quan. Cộng với đó, chuyện tình cảm cũng được như ý muốn. Những người làm trong ngành thực phẩm hoặc dịch vụ có nhiều cơ hội làm ăn, tiền bạc chảy vào túi không ngớt. Những người làm đầu tư bất động sản cũng có cái cơ hội khẳng định mình, nhận được cái sự tin tưởng của cấp trên, có khả năng sẽ nhận được tiền thưởng hoặc có cơ hội thăng chức. Trong tháng cô hồn, khi đôi khi mệnh chủ có thể xảy ra tranh chấp, cãi vã với nửa kia, tuy nhiên đây cũng chính là cái cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu về nhau, khiến mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng khăng khít. Những cái người còn độc thân cũng có cơ hội tìm được người ưng ý nếu chăm chỉ tham gia vào các hoạt động tập thể, giao lưu bè bạn hoặc thông qua cái mối quan hệ của người thân, bạn bè. Bước sang tháng 8 năm 2020 theo âm lịch thì sự nghiệp của người tuổi Tuất khá ảm đạm trong tháng 8 năm 2020 này, đặc biệt là vào nửa cuối tháng sẽ có cái dấu hiệu xuống dốc khá rõ ràng, vì thế mà tiền bạc cũng chịu ảnh hưởng lớn. Trong công việc thì người tuổi này làm việc chăm chỉ, cố gắng nhưng chưa chắc đã nhận được thành quả tương xứng. Mối quan hệ xã giao không thuận lợi, bản mệnh thường phải chịu cái sự gièm pha cô lập của đồng nghiệp, khó có thể hòa nhập với mọi người nên dễ phải gánh chịu áp lực tinh thần lớn, làm việc không năng suất được như bình thường. Trên phương diện tiền bạc, tuổi Tuất phải chi tiêu khá nhiều cho các cái nhu cầu công việc nên thường không mấy dư giả. Những người đã lập gia đình, gánh vác những cái trọng trách trên vai, cần học cách chi tiêu tiết kiệm hơn, không nên chi tiêu hoang phí cho sở thích cá nhân và những việc không cần thiết. Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2020 thì tình cảm của người tuổi Tuất không được tốt đẹp trong tháng 9 âm lịch này. Tình trạng sức khỏe cũng không có cái dấu hiệu khởi sắc. Nhưng người đã lập gia đình hoặc đã tìm được nửa kia dễ xảy ra hiểu lầm, xích mích với đối phương vì các cái mối quan hệ nam nữ ngoài xã hội. Chỉ cần bất cẩn, xử lý không thỏa đáng thì rất có thể mối quan hệ giữa hai người sẽ phải chịu tác động lớn. Khi mâu thuẫn xảy ra, người tuổi này cần phải chân thành và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình,
Không nên nói năng lấp lửng khiến đối phương hiểu lầm, mất đi niềm tin với mình. Về phương diện sức khỏe, bán mệnh cần chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là những người còn trẻ tuổi. Trước khi ăn uống, cần phải biết rõ cái nguồn gốc thực phẩm, không nên ăn uống nhiều ở các hàng quán ven đường. Ăn khi chưa rửa tay, tránh mắc phải những bệnh về đường tiêu hóa. Và tiếp theo chúng ta cùng sang tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Tuất. Trong tháng 10 âm lịch này thì tình hình tài chính của người tuổi Tuất liên xuống thất thường, về tổng thể thì có dấu hiệu sụt giảm. Tuy nhiên thì cái phương diện tình cảm lại có những cái bước chuyển biến tốt đẹp. Người còn làm trong lĩnh vực đầu tư, người làm trong lĩnh vực đầu tư dễ phải chịu tổn thất về tiền bạc, đặc biệt những người làm ăn nhỏ lẻ dễ phải chịu sự cạnh tranh của nhiều đối thủ, khiến thu nhập không được như ý muốn. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ gặp phải các đối tượng lừa đảo, trộm cắp, vì thế cần phải giữ tỉnh táo, không nên cả tin mà đầu tư mua bán hàng hóa một cách mù quáng. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này có mối quan hệ ngọt ngào, đáng ghen tị, bạn và nữ kia ngày một thấu hiểu cho nhau hơn, hiếm khi xảy ra cái mâu thuẫn cãi cọ, bạn sẵn sàng xuống nước để giữ gìn mối quan hệ hai người. Bước sang tháng 11 âm lịch của năm 2020 thì trong tháng này sự nghiệp của người tuổi Tuất tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có cái dấu hiệu phát triển tích cực so với thời điểm trước. Tuy nhiên thì bản mệnh cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình hơn. Trong công việc, đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách. Những vấn đề không quá to tát, chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cái cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp cấp trên. Tuy nhiên, những người làm trong lĩnh vực marketing, bất động sản, bảo hiểm cần chú ý mỗi khi đàm phán hoặc ký kết hợp đồng, tránh mắc lừa đối thủ hoặc những kẻ lừa đảo. Về tình trạng sức khỏe, sức đề kháng của bản mệnh không tốt, vì vậy mà trước khi ra khỏi nhà cần phải chú ý ăn mặc giữ ấm cho cơ thể để tránh mắc phải các cái bệnh cảm cúm, ngạt mũi. Bước sang tháng 12 âm lịch, đây là cái thời điểm tháng cuối cùng của năm Canh Tý, vận thế của người tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển đi lên, đặc biệt là ở hai cái phương diện là sự nghiệp và tình cảm. Trong công việc thì nhờ có thần may mắn giúp đỡ mà bản mệnh có thể phát huy được khả năng của mình, đánh bại được đối thủ, đóng góp lớn vào cái sự nghiệp phát triển của công ty, nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo. Đồng thời, con giáp này cũng mở rộng được các cái mối quan hệ xã giao trong các buổi liên hoan, tiệc tùng mang lại nhiều ích lợi cho phát triển sự nghiệp sau này. Về phương diện tình cảm, những người đã lập gia đình được tận hưởng bầu không khí ngọt ngào, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Tiếp theo sang cái vấn đề thứ 8 là xin mời các anh chị chúng ta cùng đến với cái cách hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Xem tổng thể vận trình tử vi năm 2020 của tuổi Tuất, con giáp này không gặp phải nhiều biến động lớn trong cuộc sống. Vận trình bình ổn nhưng khó thăng hoa. Mọi thứ bạn muốn có thì đều phải chủ động nắm giữ, không thể dựa vào ai. Công việc ổn định, tài lộc có phần tăng tiến, song đường tình duyên ám đạm. Nam mệnh là người có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn nữ mệnh trong cái năm sức khỏe không được tốt lắm. Người thân cũng dễ đau yếu, cần lưu ý để chăm sóc sức khỏe của cả gia đình. Theo phong thủy phi tinh năm 2020 thì người tuổi này nếu muốn vượng vận đào hoa, tình duyên như ý thì cần phải lưu ý đến góc đông bắc trong nhà. Đây là đào hoa vị 2020. Nếu biết sắp xếp phong thủy thuận chiều thì sẽ giúp cho chuyện tình cảm khởi sắc trở lại. Ngoài cái việc là dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng đồ đạc ở cái khu vực này thì gia chủ cũng cần phải chú ý giữ ánh sáng thường xuyên chiếu rọi, đồng thời trang trí bằng những cái vật phẩm phong thủy vượng duyên như long phụng phong thủy, dây cát tường, đôi chim uyên ương, hoa mẫu đơn, vân vân. Thì trong nhà cũng nên bài trí đồ vật có đôi có cặp, nhất là những cái cặp đôi đã kết hôn, càng phải lưu ý đến điều này. Nó thể hiện cho cái sự song hành viên mãn của hai vợ chồng, không thiếu sót một trong hai nửa trái tim. Trong năm Canh Tý, nhị hắc hung tinh hay còn gọi là bệnh phù tinh, chủ về bệnh tật, thương vong nhập vào cung chính nam. Vì thế mà đây cũng là một trong những cái phương vị mà gia chủ cần đặc biệt lưu ý để giữ cho sức khỏe được tốt. Nếu chỗ ngồi giường ngủ của gia đình mà nằm ở góc chính nam trong nhà thì tốt nhất
nên bố trí sắp xếp lại vị trí thuận chiều phong thủy hơn để tránh họa bệnh tật tai ương. Gia chủ cũng cần phải tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tăng cường thêm sức khỏe cho mình. Quý vị thân mến, trên đây đó là chính là tử vi tuổi Tuất trong năm 2020 về tổng quan sự nghiệp, công danh, sức khỏe, tình duyên và cách hóa giải vận xui rủi. Tử vi chi tiết từng tuổi Tuất và vận trình tài lộc từng tháng trong năm 2020 để người tuổi Tuất biết để đón lành tránh dữ trong cái năm này. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được nhiều kiến thức bổ ích hơn. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị có một năm 2020 may mắn, hạnh phúc và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.